mai rồi đó. Em nghĩ em làm đúng hay sao mà em cứ mày giật chồng tao mày còn nói gì nữa. Tuấn, Khải, dạ, đi xuống dưới kiểm tra cái kho hàng giùm anh cái. Dạ, bây giờ luôn á sếp. Ờ, đúng rồi, đi kiểm tra giùm anh đi. Mới cái lượng hàng mới về á, kiểm tra kỹ giùm anh nha. Dạ rồi, thôi thôi đi. Xuống rồi, em kia á. Lúc đó em đi, anh mới có cớ anh đi với em được chứ. Thôi, bây giờ đổi cho cái công việc nào nó nhẹ nhẹ hơn đi, công việc này nặng quá à. Có gì đâu, ok, để anh đổi cho em nha. Phòng giờ không có ai. Phòng này có cam, anh sợ nó đi. Tắt cam rồi. Đi, vô tầm nặng nha. Tiểu Tam nha, nè Tiểu Tam. Quay phim này anh Tam. Anh xíu, anh chồng. Nè. Ở cô vợ nè. Anh nghĩ sao vậy, ở nhà vợ đẹp, con ma không muốn anh đi ngoại tình, anh nhìn nè. Nè, em được ngoại thôi. Ở nhà bụi của băng đi ăn quýt hả? Đầu lòng với áo tướng nha, áo hồng là vợ hồng của này Tiểu Tam nha mọi người. Đổ Tam luôn nha nè. Nè, bỏ đi, hai đứa mày vừa ngoại không? Anh đi ra đây. Bỏ ra đây. Bây giờ cô nhìn cô đi, ngày nào tôi về nhà, cô có để tôi yên luôn hả? Suốt ngày mỗi lần về là cô, anh nên có tiền không? Tháng này tiền về chưa? Đưa tiền cho con biết bao nhiêu rồi. Bây giờ tôi đi ra mà tôi vui vẻ một xíu hơn, cô cũng làm khó là sao hả? Anh chồng tôi đi ngoại tình anh cho một chút xíu hả? Anh nhìn đi, người ta đang đẹp rồi, tiền rồi. Anh làm chồng, anh phải đem tiền về cho tôi chứ. Để anh đưa cho tiểu tam hả? Còn cô làm vợ, cô coi là bản thân mình thân, bị yên đi. Ở nhà tôi mệt cô lắm rồi. Cô cũng mang là hạnh phúc của tôi không? Mỗi ngày ở nhà cô chỉ biết đi làm về cô ngồi đó. Tôi cung phụng cô rất là nhiều. Tôi mang tiền cho cô, tôi chăm sóc hai đứa con. Như vậy quá đủ cho cô rồi, nhà cửa cô có. Bây giờ tôi chỉ hơi vui vẻ một xíu thôi mà. Có sao đâu hả? Anh đi ngoại tình mà anh chưa vui vẻ một chút xíu hả? Được, anh vui vẻ một chút xíu tôi sẽ ly dị anh, nhưng mà trước khi ly dị tôi sẽ cho tất cả cái cộng đồng này biết cái mặt của con Tiểu Tam này và cái mặt phải của ngoại tình của anh. Cô thử cô dám là anh coi qua đường quan khỏi tôi không? Cái gì mà con này không chấp nhận? Bây giờ tôi nói cô biết, hôm nay tôi công khai quen với ý. Trời ơi, còn Tiểu Tam nữa về trước mặt của Tiểu Tam. Trời ơi, quá giờ mày đặt tải lên sao hả? Nè mày đặt tải vô, đặt tải nè. Rồi ơi, hai đứa mày bị nghĩ gì đi? Không có sao con. Không làm có gì vậy? Sợ nhân viên biết hả? Mày nhỏ mẹ của anh đâu rồi? Hôm nay tôi cho con hiểu rõ. Cô nhìn ý đi. Hả? Người con gái hiền dịu như vậy. Còn cô ở nhà sao? Mỗi lần tôi về nhà là cô phàn nàn. Cô cấm tôi đi nhậu. Bạn bè qua nhà ngồi uống nhau dài đi. Cô làm khó làm dễ. Tôi ra ngoài tôi chơi với bạn bè. Cho nên hôm nay tôi quen ý. Nhìn lại đi. Cô coi đi. Người ta chiều chuộng tôi, quan tâm tôi, mỗi lần tôi mệt mỏi biết chăm sóc tôi chỉ một ly nước thôi. Chứ không phải như cô về nhà ngồi bấm tivi, coi màn hình. Tôi đặt cái giỏ xuống, không có đồ ăn. Vậy thì ngay từ đầu anh lấy tôi, anh nói cái gì? Em chỉ cần về bên cạnh anh thôi. Anh đi làm anh đem tiền về cho em chỉ cần ở nhà chăm sóc, sắp đẹp con cái là được rồi. Người nào trước khi lấy tôi đã nói như vậy? Vậy cô có hiểu làm vợ là như thế nào không? Trời ơi, không lẽ vợ ông sai cái gì xíu với ông đi ngoại tình? Có ông đúng không? Đúng không? Anh ơi, tôi hiểu kiểu anh hỏi em. Em có vợ thì em có hiểu được cảm giác của anh. Có vợ mà như không vậy? Dạ, em nhận vụ gì mà hầu em vậy? Rồi, hai cô này là ai mà đi vô con? Em là vợ của ảnh. Ảnh ngoại tình ở trong văn phòng. Tại sao tất cả mọi người để cho một cái nơi việc văn phòng làm việc như vậy để cho một người khác ngoại tình làm ảnh hưởng tới công việc như vậy? Còn hai cô này là ai? Đây là bạn của em. Em là bạn. Em cứ quay lại em làm bằng chứng, em sẽ cho tất cả mọi người biết loại đàn ông ngoại tình nè. À anh Minh, em xin lỗi anh Minh, chuyện gia đình của em. Ủa mà anh Minh ơi, em nghĩ những người như vậy mà anh còn giữ lại làm việc hả?
để làm gì vậy anh? Ngoại tình tăng tiểu nha, ở trong đây là nếu thực sự em không vô đây anh sẽ biết chuyện gì xảy ra trong cái văn phòng này không? Còn em vô làm việc lâu chưa? Dạ cũng được một tháng. Ờ mày vô làm xong đó làm mà đi vô đây ngoại tình với Vinh vậy? Anh Minh ơi, cái này là chuyện cá nhân gia đình em, thật sự thì tại vì em với Kim hết tình cảm với nhau rồi. Hết tình cảm là không ly dị đi, anh ly dị đi, anh có là nhiều sơ ở nhà mà nói chuyện đi. Cô đồng ý cho ly dị hả? Đương nhiên, nếu mà thật sự anh chỉ cần anh nói với tôi sẽ làm. Tại sao anh đi vô chỗ làm, anh làm như vậy, làm bẻ mặt tôi, anh làm bẻ mặt luôn cả cái công ty này. Nếu người ta nhìn vô, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Được. Công ty của anh nhận một người vô đây ngoại tình, cả nhân viên này nữa làm tiểu tam mà còn tôi là chắc thất nè. Mà nó cũng đánh tôi nữa. Em cũng làm đây nữa. Em vô em làm công ty của tôi đi ra ngoài. Công ty của tao chỉ có sòng sái vô đây, cái này là mày mai rồi đó. Em nghĩ em làm đúng hay sao mà em cứ... Mày giận chồng tao mà mày còn nói gì vậy đó. Bây giờ tất cả này giữ trật tự nè. Em qua đây đứng đi, qua đây đứng đi. Bây giờ giữ trật tự nha. Bây giờ chuyện gia đình của mấy người, mấy người tự giải quyết. Bảo vệ đâu? Dạ dạ. Khách. Dạ. Mời mấy anh chị khỏi công ty chuyện gia đình về nhà giúp giùm em ạ. Mời đi. Tôi sẽ cho cái công ty gì sáng. Dạ dạ.